Mới nhìn vô tưởng bánh ít nhân dừa hay nhân đậu xanh phải không mọi người? Không phải đâu, nhà mà có mấy đứa nhỏ mà nó làm biếng ăn trái cây rau củ á, làm cách này á nó mê lắm. Hai thanh niên này á mới đi học về nhìn thấy khoái quá, ập vô ăn ly ăn lịa luôn cả nhà. Nhỏ chị á lo nói không mà ăn không có nhiêu hết á, còn nhỏ em á là im ru không nói năng gì hết á, lấy muỗng múc bia múc lịa múc bia múc lịa, ngồi nhỏ chị á không có ăn ráng chịu. Mấy trái cây này á, là đợt nhà mình cúng rằm nè, rồi cái lấy nấu rau câu luôn. Còn mấy cái trái dâu á, là làm bánh kem cho khách á, cái còn dư cái thôi bỏ vô cho nó có nhiều loại. Cái món rau câu hôm nay mình nấu là kết hợp giữa rau câu dẻo với lại rau câu giòn. Nó ra một cái thứ rau câu mà nó không quá dẻo, không quá giòn, cũng dễ ăn lắm mọi người. Và cái nước á, là mình sử dụng hoàn toàn bằng nước dừa tươi ha. Cái công thức mình để ở phần mô tả nha. Mấy chị em lưu ý là trước khi mà mình cho bột rau câu vô trong cái nước dừa để mình ngâm á, là mình phải trộn nó với đường nha, thì nó không có bị vón cục. Rồi mình cho vô mình ngâm cỡ khoảng 1 tiếng đồng hồ cả nhà ha. Thì trong khi đó là mình sẽ đi xử lý các cái loại trái cây nè. Dường như trong tất cả các cái món bánh trái á, mình thấy đổ rau câu á, là nhanh nhất, mà cái món rau câu trái cây này á, nó còn nhanh hơn bình thường nữa, vừa dễ làm vừa dễ ăn, mà người lớn người nhỏ gì á, mình thấy cũng thích hết á. Mấy cái loại trái cây này á, nhà mình có loại nào thì mình sử dụng loại đó cả nhà ha, chứ không có nhất thiết phải giống như là mấy cái loại mà mình đang dùng đâu. Mà cả nhà lưu ý là mình lựa những cái loại nào mà cái nó có cái tính ngọt á, hoặc là nếu mà có chua thì nó chỉ chua nhẹ thôi, đừng có chua quá ăn nó không có ngon. Nhà mình cứ rửa sạch hết đi, rồi sau đó là mình cứ cắt hạt lựu hết ha. Còn riêng cái dừa thì mình cắt sợi nè. Trái cây sau khi mà mình đã cắt hạt lựu hoặc là cắt sợi hết rồi á, thì cả nhà sẽ bắt một cái nồi nước sôi lên để mà mình trần sơ nó qua nước sôi cả nhà ha. Cái bước này á, là góp phần á, để cho cái rau câu mình để được lâu hơn nè. Chứ nếu mà mình dùng trực tiếp mình đổ vô rau câu á, nó sẽ làm cho cái rau câu nhanh bị chua lắm. Mình làm vài lần mình để ý mình thấy như vậy á. Cho vào nước sôi xong mới là mình vớt ra liền, chứ mình đừng để lâu trái cây nó bị mềm không có ngon. Cái bột rau câu á, mình ngâm cỡ 1 tiếng đồng hồ là mình bắt lên mình nấu được rồi nè cả nhà. Nấu cho nó tan ra hết ha, rồi nó sôi lên là được. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi gấp cái lá chuối để mình làm cái vỏ của bánh ít. Cả nhà lưu ý là lá chuối này mình có trần sơ qua nước cho nó dẻo nha. À, cái mình gấp lại thành y như là cái vẻo á, cái mình để cái lá chuối này vào trong cái ly để tạo hình, và mình sẽ xếp các cái loại trái cây vào trong lá chuối, và sau đó là mình sẽ rưới cái nước rau câu vào cái lá chuối ha, rồi để nó đông lại là được. Làm vậy cho nít nó thấy lạ, nó thấy bắt mắt rồi nó chịu ăn thôi. Chứ người lớn mình á, thì cứ đổ thẳng ra cái khuôn rồi cho hết các cái loại trái cây vô. À, muốn ăn nhiều trái cây thì cho nhiều, muốn ăn ít thì cho ít ha. Được cái á, cái nước rau câu là mình nấu từ nước dừa tươi á cả nhà, cho nên cái vị ngọt thanh nó dễ ăn lắm. Nó cái lượng đường mình cho vào á, nó cũng không quá nhiều, cho nên là không có bị gắt đường. Còn nếu cả nhà không thích đường cát á, thì mình cứ dùng đường phèn ha. Đặc biệt đó là tạo hình cái rau câu dạng cái bánh ít rồi gói trong lá chuối, mấy đứa nhỏ nó nhìn nó thích lắm mọi người, về là nó làm hết ngay trong vòng một nốt nhạc à. Bữa nào rảnh anh chị làm cái món này cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn ngang. Chào tạm biết cả nhà, hẹn cả nhà ở những clip sau nha.